Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cái hiệu ứng chiếc xe biến thành một cái logo. Thì đây là một cái tutorial được yêu cầu bởi bạn Jimmy Nguyễn. Thì bạn có hỏi mình thực hiện cái tutorial này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Thì đây là cái kết quả. Đầu tiên thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua bằng cách là like, subscribe và chia sẻ video của kênh, và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Và những cái file thực hành cũng như là những cái tài nguyên software và plugin thì mình đều có bao gồm mà trong phần mô tả của video, các bạn có thể xuống để download. Đầu tiên chúng ta sẽ xem cái kết quả ở đây đó. Thì các bạn sẽ thấy là khi một chiếc xe chúng ta thực hiện nó tách ra thành từng phần nhỏ, được chưa? Đó, nó tách ra thành từng cái phần nhỏ và những phần nhỏ này nó sẽ được biến thành cái text của chúng ta. Thì để thực hiện việc này ở trong cái plugin Element 3D trong After Effects thì trước hết là chúng ta sẽ cần cái model chiếc xe, đúng không? Thì ở đây thì mình sẽ vào trong phần mềm 3ds Max và mình sẽ import cái model chiếc xe của mình vào. Cho này đây là cái model chiếc xe của mình. Và ở đây thì để mà tách cái chiếc xe này ra thành nhiều phần á, thì ở đây cái model chúng ta đã có sẵn, người ta đã tách sẵn cho chúng ta rồi ha. Bạn thấy là chúng ta có thể select từng phần và chúng ta di chuyển những phần này ra. Được chưa? Đó, thì đây là người ta đã tách ra sẵn cho chúng ta rồi. Bây giờ để đưa vào trong element 3D đó, thì để cho cái element 3D nó hiểu từng cái phần này là những cái vật thể khác nhau thì chúng ta sẽ phải gán những cái vật liệu khác nhau cho những cái phần nhỏ này. Chẳng hạn như cái mua này chúng ta có bốn cái phần nhỏ thì chúng ta sẽ phải cần bốn vật liệu dành cho bốn cái miếng nhỏ này, chứ nếu không thì toàn bộ những cái vật thể mà nó có cùng cái vật liệu như là cái thân xe này thì nó sẽ thành một cái bộ phận duy nhất thôi. Thế thì ở đây thì mình sẽ bấm M, mình mở cái cửa sổ Material Editor lên, và ở đây thì mình sẽ reset lại, được chưa? Và sau đó thì mình sẽ select từng cái phần, chẳng hạn như là từng cái miếng nhỏ trên cái nắp capo của chiếc xe đó, và mình sẽ gán cái vật liệu cho mỗi cái miếng này. Mình select cái slot vật liệu này và mình sẽ bấm vào cái Assign Material to Selection và mình sẽ đổi cái màu để chúng ta dễ phân biệt từng cái mảnh này, đúng không? Đổi cái này thành màu xanh. Miếng này mình sẽ select một cái slot khác, mình assign material to selection. Mình sẽ chọn một cái màu khác, màu vàng chẳng hạn. Cứ tương tự như vậy thì chúng ta sẽ gán cái vật liệu cho từng cái phần. Đấy, thì cứ như vậy các bạn có thể làm càng nhiều cái bộ phận tùy các bạn ha, các bạn muốn bao nhiêu bộ phận thì các bạn gán bao nhiêu cái vật liệu vô từng cái bộ phận đó. Rồi thì sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong cái bước material này rồi đó thì chúng ta sẽ select toàn bộ cái chiếc xe và chúng ta vào phần file, chúng ta export selected. Và ở đây thì chúng ta sẽ export ra cái định dạng là OBJ, là cái định dạng mà element 3D nó hiểu, được chưa? Đây là chúng ta sẽ đặt một cái tên chẳng hạn như là K003.obj gì đó, và chúng ta sẽ bấm save, được chưa? Chúng ta bấm save thì sẽ ra cái cửa sổ obj export, và chúng ta chỉ việc bấm cái nút export thì 3ds Max nó sẽ export cái model này ra chúng ta. Thì ở đây mình đã export sẵn cái model của mình ra cái file K002.obj rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong After Effects để chúng ta bắt đầu và thực hiện cái hiệu ứng này. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong After Effects và cái việc đầu tiên là mình sẽ tạo một cái con, đặt cho nó cái resolution 1920, đúng không? 1080. Frame rate mình chọn là 25, mình bấm OK. Việc tiếp theo nữa là mình sẽ tạo một cái solid, mình đặt cho nó là element 3D. Thì với cái solid này mình sẽ áp dụng cái hiệu ứng video copilot.
element 3D vào. Rồi thì bây giờ mình vào cái cửa sổ effect control và mình vào cái plugin element. Và ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút scene setup. Rồi thì trong cái không gian 3D của element 3D thì cái việc đầu tiên mình sẽ tạo một cái tấm plane để làm cái mặt đất của mình ha, được chưa? Ở đây thì mình sẽ vào phần create, mình tạo một tấm plane. À, chúng ta đã có một cái tấm plane và ở đây thì mình sẽ xuống cái phần size XY là mình sẽ tăng cái kích thước của cái tấm plane này lên. Tăng thật là to vào đúng không? À, hiện tại cái tấm plane chúng ta nó reflection rất là nhiều các bạn thấy ha. Vậy thì mình không muốn cái reflection như vậy thì mình sẽ vào cái material của cái tấm plane này. Mình xuống phần specular, mình giảm xuống 0% intensity của reflectivity, mình sẽ giảm xuống 0%. Và cái environment multiplayer mình cũng sẽ giảm xuống 0%. Như vậy là cái tấm plane của mình nó sẽ không có phản chiếu cái môi trường nữa. Tiếp theo thì mình sẽ quay lên trở lại cái phần diffuse và mình sẽ load cái texture vào. Ở đây thì mình có sẵn cái texture ở đây. Được chưa? Chúng ta bấm OK. Rồi thì đây là cái mặt đất của chúng ta. Rồi thì sau khi mà có cái mặt đất rồi thì mình sẽ đặt tên lại cái group này là ground. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái group mới, mình tạo một folder mới. Mình sẽ kéo nó ra ngoài, được chưa? Và cái group folder thứ hai này mình sẽ chèn chiếc xe vào, thì mình sẽ đặt tên cho nó lại là car. Mình sẽ gán cho nó cái group là group số 2, được chưa? Và trong cái car này bắt đầu mình sẽ bấm vào nút import và mình sẽ import cái model và chiếc xe mà mình đã export từ 3ds Max ra đó, là cái car002. Bấm OK. Được chưa? Thì đây là cái model chiếc xe của mình. Và như các bạn thấy thì chúng ta đã có với mỗi cái vật liệu của từng cái vật thể mà mình gán hồi nãy thì chúng ta đã có một cái vật thể riêng đó, đúng không? Rồi thế thì tổng thể thì mình sẽ nâng cái chiếc xe của mình lên, nó nằm ở bên trên cái mặt đất. Và tiếp theo nữa thì bắt đầu mình sẽ đổ vật liệu cho cái chiếc xe này lại. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái vật liệu ở trong có sẵn ở trong element 3D. Ở đây mình sử dụng cái vật liệu chrome, nó có tính phản xạ đó. Thì mình sẽ đập vào cái chiếc xe này, thì mình sẽ lôi cái vật liệu chrome này mình thả vào cái body của chiếc xe. Như vậy là chúng ta đã có cái vật liệu chrome phản xạ ha. Ở đây thì để tạo cái môi trường cho cái phản xạ này thì chúng ta có thể vào phần environment và mình sẽ load cái texture mà mình có, bỏ vào đây. Chúng ta bật cái nút environment lên thì các bạn sẽ thấy cái môi trường của chúng ta và cái chiếc xe nó sẽ phản chiếu cái môi trường. Được chưa? Rồi tương tự như vậy thì cái mình sẽ cũng sẽ đổ cái vật liệu chrome này vào bốn cái miếng nắp capo của chiếc xe luôn. Mình sẽ cầm mình thả vào đây. Được chưa? Và sau đó thì mình sẽ vào phần mình sẽ mở cái material của chiếc xe này ra, mình tìm đến cái material, những cái material chrome mà mình vừa mới ép vào đó. Mình select từng cái material này, mình xuống phần diffuse, mình chọn màu cho nó, chọn màu đỏ ha. Và mình chọn cái màu cũng là chọn cái màu đỏ cho cái phần reflectivity luôn. Mình sẽ áp dụng toàn bộ cho tất cả những cái vật liệu chrome nãy giờ mà mình đã gán vào. Được chưa? Rồi. Tiếp theo thì đến cái bánh xe, mình muốn cái bánh xe tất nhiên là nó màu đen đúng không? Chúng ta không thể để bánh xe màu hồng được. Thì mình sẽ tìm đến cái vật liệu bánh xe nằm trên đây.
Nếu mà các bạn muốn biết cái vật liệu nào là của cái vật thể nào đó, bộ phận nào đó, thì chúng ta chỉ việc tắt mở cái nút màu xanh ở phía bên cạnh cái vật liệu đó để chúng ta xem là cái vật thể nào nó tắt đi. Thì các bạn thấy là chúng ta tắt mở, chúng ta sẽ thấy là cái bánh xe. Đây đúng là cái bánh xe rồi. Rồi vậy thì chúng ta select cái vật liệu bánh xe này, mình xuống phần diffuse mình sẽ chọn màu đen. Ở trong phần specular mình giảm xuống 0%. Reflectivity nếu các bạn cũng kiểm tra nó, chúng ta giảm xuống 0% luôn. Cái rim tức là cái vòng của bánh xe, cái vòng sắt của bánh xe thì chúng ta cũng sẽ gắn cái vật liệu chrome vào đây. Thì nó có cái tính phản xạ được chưa? Tiếp theo nữa thì đến cái lưới tản nhiệt ở đây thì mình cũng sẽ lôi cái vật liệu chrome vào cái lưới tản nhiệt này. Chưa? Tiếp theo thì đến cái đèn xe, thì cái đèn xe ở đây là thực ra nó là cái vật liệu thủy tinh, chính là cái này nè đó. Nhưng mà ở đây thì nó mất cái tính trong suốt rồi, cho nên mình sẽ select cái vật liệu glass này. Mình xuống cái phần advanced, ở phần advanced nó sẽ có cái fog opacity, thì mình sẽ giảm nó xuống tầm 6% để cho nó trở lại cái tính trong suốt. Tiếp theo là cái phần bên trong cái đèn xe thì mình cũng sẽ lôi cái vật liệu chrome vào đây. Mình sẽ tạm thời tắt cái vật liệu glass, vật liệu đèn xe thủy tinh đi để mình có thể gắn cái vật liệu chrome vào cái những cái vật thể bên trong cái đèn xe. Cái phần màu hồng này nó không đẹp thì mình sẽ gắn cái black gloss vào đây. Okay. Đó. Nhìn nó sẽ ngầu hơn đúng không? Đấy. Rồi sau khi xong mình có thể bật lại cái glass để nó chúng ta có lại cái kính xe, cái kính của cái đèn xe. Rồi thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái công đoạn là đổ vật liệu cho cái xe của chúng ta ha. Thì tiếp theo là một khi chúng ta đã có cái mặt đất rồi đúng không? Chúng ta đã có chiếc xe rồi. Thì bây giờ chúng ta đã có thể bấm OK để chúng ta áp dụng cái scene 3D chúng ta vào cái con của mình. Rồi, thì ở đây chúng ta đã thấy cái chiếc xe chúng ta xuất hiện ở đây. Và ở đây thì mình sẽ tạo một cái camera vào layer new camera, chúng ta bấm OK. Và với cái camera này thì chúng ta có thể rotate cái scene để chúng ta xem cái scene chúng ta ở trong không gian 3D đúng không? Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ select cái layer element 3D của mình vào là cái plugin element và mình sẽ tạo những cái null để điều khiển cái mặt đất cũng như điều khiển cái xe của mình. Thì cái mặt đất chúng ta ở cái group 1, chúng ta sẽ vào group 1 xuống phần group utility, trong phần create group null mình sẽ bấm create để tạo một cái null. Thì với cái null này mình có thể scale cái mặt đất chúng ta to thêm một chút nữa. Okay. Tương tự như vậy là cái xe của mình ở group 2, mình sẽ mở group 2 vào phần create group null, mình cũng bấm create để tạo một cái null cho chiếc xe. Và với cái null này thì chúng ta có thể di chuyển cái xe hoặc là nếu cần chúng ta có thể scale cái xe to lên một tí đúng không? Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta đã có chiếc xe, chúng ta đã có mặt đất. Tiếp theo chúng ta có thể tạo đèn để tương tác với cái chiếc xe của mình và cái mặt đất của mình. Ở đây thì mình sẽ vào phần layer new, mình tạo một cái line và cái line này mình sẽ chọn cái loại là spotlight intensity mình cho 100. Cắt xa đầu, các bạn nhớ check cái ô cắt xa đầu để chúng ta đổ bóng và chúng ta bấm OK. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái đèn ở đây. Và chúng ta có thể kéo cái đèn này lên. Và cái đèn post spotlight thì chúng ta sẽ có một cái điểm target, thì chúng ta kéo cái điểm target nó hướng vào cái đèn của chúng ta. Được chưa? Và ở đây thì chúng ta chưa thấy chiếc xe nó đổ bóng lên cái mặt đất. Thì đó là tại vì chúng ta phải quay vào cái plugin element, chúng ta xuống cái phần render setting, chúng ta vào cái phần shadow và chúng ta enable nó lên.
Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái sa đầu của chiếc xe nó đổ lên. Ở đây thì mình sẽ kéo cái đèn spotlight chúng ta lên một tí để cho cái sa đầu nó đừng có dài quá, đúng không? Tùy chỉnh tùy theo cái ý của các bạn. Và mình cũng có thể vào cái phần spotlight, mình xuống phần light option. Trong cái cone angle mình sẽ mở rộng cái độ phủ của cái đèn lên một tí. Và chúng ta sẽ xuống phần render setting. Quay lại còn render setting trong phần sa đầu. Mình sẽ tăng cái sample, cái map size của cái shadow map lên một chút để cho cái shadow nó đẹp hơn. Và chúng ta cũng có thể sử dụng các cái thông số về shadow đặc biệt và shadow diffusion của cái đèn spotlight để chúng ta làm cho cái shadow chúng ta nó mượt đi, nó mượt hơn một chút. Còn cái đặc biệt chúng ta có thể giảm cái đặc biệt xuống một chút, đúng không? Rồi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ quay lại cái plugin Element 3D, chúng ta cũng sẽ xuống lại cái phần render setting, và trong phần này mình sẽ vào cái mục Ambient Occlusion, mình sẽ enable cái Ambient Occlusion lên. Mình sẽ chọn chế độ là SSAO, đúng không? Trong phần Intensity mình tăng nó lên khoảng tầm 8. Được chưa? Thì cái Ambient Occlusion nó sẽ giúp chúng ta đổ một chút cái bóng ở những cái phần viền, ở những cái phần bị che của chiếc xe để làm cho chiếc xe nhìn nó chân thực hơn. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta đã có cái chiếc xe của mình. Được chưa? Tiếp theo thì mình sẽ gắn đèn vào hai cái đèn xe của chúng ta. Thì để làm việc đó thì chúng ta phải biết được cái vị trí của hai cái đèn xe, đúng không? Vậy thì để có được cái vị trí trong không gian 3D của hai cái đèn xe này đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng của Element 3D, đó chính là cái chức năng ở trong cái mục Utility. Nó sẽ có cái chức năng là Generate 3D Position. Thì với cái chức năng này mình chỉ việc select một cái điểm, không? Mình click vào chỗ này, mình select một cái điểm mà mình muốn, chẳng hạn như là cái đèn này, click vào đây và mình bấm vào Generate thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái null, ha. Đặt cho nó cái này là cái đèn led light, đúng không? Rồi, tương tự như vậy mình cũng sử dụng cái select 2D position này, mình chọn cái đèn phía bên phải và mình bấm generate. Nó sẽ cho chúng ta cái null thứ hai dành cho cái đèn phía bên trái, dành cho cái đèn phía bên phải. Bây giờ thì các bạn thấy là khi chúng ta xoay camera, chúng ta sẽ thấy là hai cái null này nó sẽ gắn vào cái vật thể 3D của chúng ta luôn á, đúng không? Gắn vào đúng hai cái đèn của cái vật thể 3D của chúng ta và cái xe của chúng ta. Rồi. Bây giờ với hai cái null này thì mình sẽ vào laser mình tạo hai cái đèn. Mình tạo một cái đèn thứ nhất, mình chọn cái loại là point. Được chưa? Thì trong cái tên của cái đèn mình sẽ đặt cho cái tên này là cái tên cái chữ B. Thì lý do lát mình sẽ chỉ cho các bạn. Thì chúng ta sẽ đặt tên là B. Và cái đèn B này mình sẽ gắn vào cái đèn phía bên trái ha. Thì để gắn vào thì mình sẽ mở cái position của cái đèn phía bên trái, mình copy cái position và mình select cái đèn của mình dán cái position vào. Thì các bạn thấy nó sẽ dính vào cái đèn của mình. Ở đây cái đèn B này mình sẽ vào cái mục Light Setting, mình sẽ giảm cái intensity xuống 0, tức là mình không muốn sử dụng cái đèn này để chiếu sáng, đúng không? Rồi mình lại duplicate cái đèn B này lên thành B2. Với cái B2 này mình copy cái vị trí của cái right line, đúng không? Mình Ctrl C và mình dán vào cái đèn B2 của chúng ta. Rồi như vậy là chúng ta có hai cái đèn cho cái bên trái và bên phải. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ link cái đèn B2 vào cái right line, cái null right line và cái đèn B vào cái null left line. Để sau này ví dụ chúng ta có di chuyển cái đèn hay là cái null thì cái đèn nó sẽ đi theo.
Rồi thì những bước chuẩn bị này là để làm gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái solid mới, mình đặt tên là Optical Flare. Và trong cái layer này mình sẽ sử dụng cái plugin của Video Copilot Optical Flare để mình tạo cái đèn ha. Và cái đèn này thì nó có khả năng nó track theo những cái đèn bên trong cái scene của mình. Thế cho nên là lý do mình tạo hai cái đèn point light là tại vì vậy đó. Rồi thế thì trong cái plugin Optical Flare chúng ta xuống đây chúng ta sẽ vào cái một position mode. Positioning mode. Trong cái source type thì chúng ta sẽ chuyển thành là track line. Được chưa? Và chúng ta sẽ inject các cái ô là use line intensity và use scale form intensity. Thì như vậy các bạn thấy chúng ta sẽ có được hai cái flare ở đúng hai cái vị trí đèn xe của chúng ta. Và ở đây thì mình sẽ chuyển cái blending mode của cái layer optical flare này thành S. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có hai cái đèn flare ở hai cái đèn xe rồi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ bấm vào cái option của optical flare. Và trong cái option này mình sẽ vào phần preset. Trong preset này chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái đèn để chúng ta lựa chọn các cái flare. Thì rồi xin lỗi các bạn, thì cái phần mềm nó bị mới bị crash, thì bây giờ mình đã mở lại. Thì các bạn thấy là như vậy là chúng ta đã có hai cái đèn gắn vào hai cái xe đúng không? Và như mình nói là các bạn có thể vào phần preset. Trong preset thì sẽ có nhiều cái option để chúng ta chọn. Chẳng hạn đây các bạn có thể chọn một cái. Rồi thì cái phần mềm nó mới bị crash thì mình bây giờ mình mở lại rồi. Thì như vậy các bạn thấy là chúng ta đã có hai cái flare gắn vào hai cái đèn của mình. Được chưa? Và hai cái đèn này nó nó sẽ di chuyển theo cái chiếc xe của chúng ta, tại vì như các bạn thấy là chúng ta sử dụng những cái điểm trong không gian 3D để gắn cái đèn, và như vậy thì cái flare nó sẽ đi theo ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo cái text, cái logo để chúng ta làm cho cái xe này nó biến thành cái logo của chúng ta. Thế thì để làm việc đó thì đầu tiên là mình sẽ tạo một cái text, mình đánh vào chẳng hạn như đây là mình đánh vào chữ Tuấn Bé Bích đúng không? Đây thì mình sẽ scale cái text này lên. Mình sẽ kéo giãn chữ cái của text này ra một tí đúng không? Đó. Sau khi mình đã có cái text này rồi, chúng ta có thể tắt cái text này đi. Và chúng ta sẽ quay lại cái layer element chúng ta vào cái plugin element. Và ở đây thì mình sẽ kéo xuống cái mục custom layer. Trong mục custom layer này chúng ta sẽ vào cái phần custom text and mask. Ở đây thì chúng ta sẽ ở cái mục path layer 1, mình sẽ vào đây mình chọn cái text của mình. Được chưa? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ quay lại bấm vào cái nút scene setup. Và bây giờ thì mình sẽ đóng cái folder car này lại và mình sẽ tạo một cái folder mới. Mình lôi cái folder này ra ngoài. Với cái folder mới này mình sẽ đổi tên nó là text đúng không? Mình sẽ gán cho nó cái group 3. Và sau đó thì với cái group 3 này thì mình sẽ extrude. Bấm cái nút extrude để mình làm cho cái text mà mình mới đánh vào đó nó sẽ thành một cái vật thể 3D. Và ở đây thì mình sẽ lôi cái text của mình lên trên cái mặt đất. Và sau đó chúng ta sẽ vào cái material bevel của cái text này. Mình sẽ tăng cái độ sâu cái extrude lên một tí. Rồi và bây giờ mình sẽ tạo cái phần viền cho cái text của mình. Thì ở đây mình sẽ select cái folder extrusion model này, mình bấm chuột phải. Mình duplicate model. Rồi và với cái model vừa được duplicate này thì mình sẽ vào cái phần material của nó, cái bevel 1 này.
mình xuống cái phần bevel outline, mình sẽ enable nó. Thì với cái bevel outline này đó, thì ở đây mình sẽ tắt cái model phía dưới đi, thì để các bạn thấy là bây giờ thì chúng ta có cái phần viền, cái phần bevel riêng dành cho cái text thôi. Okay. Đó, thì bây giờ thì chúng ta sẽ phối hợp nó với cái phần là bevel phía dưới của text. Thì ở đây thì mình sẽ tăng cái outline width và cái outside bevel lên. Còn cái model bevel của chúng ta ở dưới thì mình sẽ giảm cái extrude xuống một tí. À, như vậy chúng ta đã có cái phần mà viền cho cái text chúng ta. Tiếp theo mình sẽ đổ vật liệu cho cái text, và như vậy thì mình cũng sẽ dùng cái vật liệu Chrome để đổ cho hai cái text của chúng ta. Chỉ có là cái phần bên trong thì mình sẽ cho nó cái màu đỏ, mình sẽ vào phần diffuse mình cho nó cái màu đỏ, phần reflectivity cũng cho nó màu đỏ luôn. Chưa? Như vậy là chúng ta đã có cái logo của chúng ta, cái text của chúng ta. Rồi thì như vậy chúng ta bấm OK, và để điều khiển cái text của mình thì cũng tương tự như nãy, mình sẽ vào cái group 3, xuống phần group utility, create group luôn, mình sẽ bấm create. Này chúng ta sẽ có một cái tool để điều khiển cái text, và mình sẽ kéo cái text này ra, mình sẽ scale nó lên một tí. Ở đây thì mình sẽ đây mình sẽ view, mình sẽ bật chế độ hai view, và trong cái view custom này mình sẽ có cách để có thể quan sát cái text cũng như là cái scene 3D của chúng ta mà không có tác động đến cái góc của cái camera hiện tại của mình. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ xoay cái text của mình lại cho nó đúng chiều. Okay. Và mình sẽ cho nó nằm xuống đất. Để nó xa một tí. Okay. Đó. Thì như vậy là chúng ta đã có cái text của mình nằm trên mặt đất rồi, và chúng ta có chiếc xe của mình sẽ tắt cái chế độ high view đi ha. Rồi vậy thì bây giờ thì làm cách nào để chúng ta sẽ thực hiện cái chuyển hoạt chiếc xe từ cái chiếc xe trở thành cái text, cái logo. Thì ở đây mình sẽ đầu tiên là để mà thực hiện tách cái chiếc xe này ra thành nhiều bộ phận, và từ cái bộ phận đó biến thành cái text đó. Thì đầu tiên chúng ta phải enable cái tính năng multi object của nó. Đấy, thì chúng ta sẽ vào cái group 2, đúng không? Là cái group của chiếc xe. Chúng ta xuống cái phần particle look, và chúng ta sẽ vào cái phần multi object, và mình sẽ enable multi object ở đây, check vào row này. Được chưa? Thế thì bây giờ thay vì là một chiếc xe duy nhất thì bây giờ nó đã được tách ra thành nhiều bộ phận mà giống như hồi nãy trong phần mềm 3ds Max thì chúng ta cũng thấy là nó có chia ra nhiều bộ phận đó, thì ở đây nó sẽ hiểu là chiếc xe này được tạo thành từ nhiều cái bộ phận đó. Rồi tương tự như vậy thì với cái test của chúng ta cũng muốn tách nó ra thành nhiều cái mảnh nhỏ, thì ở đây chúng ta cũng xuống cái group 3, tức là group của test. Mình sẽ xuống cái mục particle look và multi object, thì mình cũng check vào cái ô là enable multi object. Rồi thế như vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong cho hai group 2 và group 3, tức là chiếc xe và cái text của chúng ta rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện diễn hoạt. Thì cái element 3D nó cũng cung cấp cho chúng ta các cái công cụ để diễn hoạt từ group này sang group kia. Và để làm việc đó thì chúng ta sẽ xuống cái mục Animation Engine. Chúng ta mở cái mục này ra và chúng ta đơn giản là enable cái mục này lên. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ tự nhiên cái chiếc xe chúng ta nó biến mất. Đó là tại vì trong cái group selection phía dưới này chúng ta sẽ có cái start group và cái finish group. Cái start group tức là cái lúc cái model mà chúng ta muốn bắt đầu, và cái finish group là cái model mà chúng ta muốn kết thúc, đúng không?
Thế thì hiện tại là chúng ta đang đi từ group 1 sang group 2, mà cái đó, cái group 1 là cái mặt đất, đúng không? Là không phải là cái chiếc xe mà chúng ta muốn. Vậy thì bây giờ ở cái start group này chúng ta sẽ bấm vào, chúng ta chọn cái group mà chúng ta muốn, đó là group 2, là chiếc xe. Còn cái finish group thì chúng ta muốn là chiếc xe nó biến thành cái logo, cái text, thì bởi vậy chúng ta sẽ chọn đây là group 3. Rồi, thế thì hiện tại thì chúng ta cũng chưa thấy có cái gì xảy ra. Đó là tại vì chúng ta chưa có thực hiện chuyển hoạt. Thì ở đây chúng ta sẽ xuống cái phần là animation ở đây. Và chúng ta sẽ key nó. Được chưa? Chúng ta bấm cái đồng hồ chúng ta key. Thì ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái keyframe ở trên cái scene của mình. Thì mình sẽ kéo nó ra khoảng từ khoảng 1 giây. Chúng ta để key đây là 0% ha. Sau đó thì đến khoảng 2 giây sau, 2 hoặc 3 giây sau gì đó, chúng ta sẽ bắt đầu tăng cái này lên 100%. Thì các bạn thấy là bây giờ thì chiếc xe chúng ta nó sẽ từ từ nó biến đổi thành cái text của mình. Ở đây thì chúng ta sẽ vào cái mục animation time, và thay vì là uniform thì chúng ta sẽ bấm vào, chúng ta chọn random. Thì khi mà chúng ta chọn random thì các bạn sẽ thấy là các bộ phận của chiếc xe nó bắt đầu nó tách ra và nó sẽ biến thành cái chiếc xe của mình, hay thành cái logo của mình. Đó. Thì đó là cách mà chúng ta sẽ làm cho cái chiếc xe nó biến thành cái logo. Được chưa? Rồi thì giờ bạn thấy rất là đơn giản thôi, dựa vào cái bộ Animation Engine của Element 3D thì chúng ta đã thực hiện được cái hiệu ứng chiếc xe biến thành cái logo. Ở đây thì mình sẽ thực hiện diễn hoạt cái text, cái camera của mình. Trước khi diễn hoạt thì mình sẽ vào cái quay lại cái plugin Element, mình xuống cái mục render setting hồi nãy đó. Được chưa? Và mình sẽ xuống cái mục Motion Blur. Hiện tại thì nó sẽ trong cái mục Motion Blur nó đang lựa chọn là Com Setting, thì mình sẽ bấm vào đây mình chọn là On. Tức là mình sẽ bật cái chế độ Motion Blur cho nó. Thì các bạn thấy là các cái vật thể chúng ta khi mà nó bay đó thì nó sẽ có cái độ blur và nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nếu mà chúng ta tắt nó đi thì các bạn thấy nó sẽ rất là sắc, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ bật nó lên on để cho cái vật thể chúng ta nó nhìn nó đẹp hơn. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ thực hiện diễn hoạt cái camera. Thì ở đây mình sẽ select camera và mình sẽ mở cái property của cái camera ra. Trong phần transform mình sẽ key cái point of entry, cái position orientation. Được chưa? Và bây giờ thì bắt đầu chúng ta sẽ diễn hoạt. Thì mình sẽ đi đến khoảng frame này và mình sẽ cho camera nó đi ra, rồi tay xuống, đúng không? Đó. Và như vậy là chúng ta đã có cái diễn hoạt từ chiếc xe biến thành cái logo, và sau đó thì camera sẽ zoom ra thành cái logo của chúng ta ha. Được chưa? Rồi. Ngoài ra nữa thì sau đó thì chúng ta có thể thực hiện thêm một chút cái hiệu ứng cho cái logo, hiệu ứng ánh sáng cho cái logo. Ở đây thì mình sẽ dùng cái hiệu ứng shader để làm cái phần viền sáng cho cái logo của mình. Và để sử dụng cái plugin shader đó thì chúng ta sẽ phải có một cái text để chúng ta làm cái phần viền. Thì ở đây thì chúng ta sử dụng cái text mà hồi nãy mình đã tạo luôn ha. Nhưng mà cái text hồi nãy mình tạo đó thì đã được dùng cho cái element, cho cái layer element rồi. Thì nếu mà chúng ta thay đổi cái text này, chúng ta scale nó lên
thì các bạn thấy cái logo chúng ta cũng bị thay đổi luôn. Thì cái đó mình không muốn, cho nên mình sẽ đơn giản mình sẽ duplicate cái layer text hồi nãy đúng không, thành một cái layer mới. Và với cái layer mới này mình sẽ đặt nó lên trên cái logo của chúng ta, không cần phải quá chính xác đúng không. Chúng ta sẽ làm sao cho cái text chúng ta nó vừa, nó hơi hơi khớp với cái logo được rồi. Sau đó thì mình sẽ tắt cái layer này đi luôn, và mình sẽ tạo cái solid mới đặt tên là Saber, và mình sẽ áp dụng cái Video Copilot Saber vào đây. Và trong cái plugin Saber này chúng ta xuống phần Customize Core, trong phần Core Type thì mình sẽ chọn là Text Layer, và với cái mục Text Layer mình sẽ chọn cái text mà mình vừa mới tạo hồi nãy. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo cái phần viền sáng xung quanh cái text mà chúng ta vừa mới tạo hồi nãy đó. Và trong phần preset ở đây mình sẽ bấm vào mình chọn cái file. Đó, và sau đó thì trong cái layer Saber này mình sẽ chuyển cái blending mode thành S. Các bạn thấy là nó sẽ thêm cái hiệu ứng ánh sáng vào cái logo của chúng ta. Và mình thì không muốn nó sáng liên tục như thế này. Mình sẽ giảm cái intensity của nó xuống một chút. Mình giảm cái color size xuống một chút luôn. Rồi, thì mình không muốn cái viền sáng này nó sáng mãi như vậy, thì bây giờ mình sẽ cho nó bắt đầu sáng lên khi mà cái logo này nó đã vào vị trí của camera rồi ha. Thì mình sẽ chỉnh cái opacity của cái layer này. Trước đó thì mình sẽ cho cái opacity nó là không. Và mình sẽ vào cái plugin Saber, mình xuống phần Flicker, mình tăng cái Flicker Intensity lên, Flicker Speed mình tăng lên khoảng 20. Chúng ta có thể solo cái laser Saber để chúng ta xem cho nó nhanh. Thì để cho cái hiệu ánh sáng nó sáng, nó lúc sáng lúc mờ nó sẽ hay hơn, nó dynamic hơn. Và ngoài ra nữa thì mình sẽ key cái star size. Xin lỗi các bạn, mình sẽ key cái star offset. Star offset. Và cái star offset này các bạn sẽ thấy là nó sẽ làm cho cái ánh sáng của chúng ta nó xuất hiện dần dần thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Cho nên ở đây thì mình sẽ key lúc đầu là 100%, và đến khoảng 1-2 giây sau mình sẽ cho nó giảm xuống là không. Đó. Thì cái ánh sáng nó sẽ xuất hiện dần dần, nó sẽ nhìn nó đẹp hơn. Mình sẽ kéo cái key lại một chút hơn. Và đến đây mình cũng sẽ key cái opacity của cái Saber này để cho nó tắt đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem thử cái hiệu ứng Saber này nó xuất hiện như thế nào. Rồi, và sau khi chúng ta đã hài lòng với cái kết quả rồi, chúng ta sẽ bỏ solo cái laser để chúng ta thấy cái kết quả ở trên cái text, cái logo thật của chúng ta. Rồi, thì như vậy là và chúng ta đã thực hiện xong cái tutorial. Ở đây thì còn hai cái đèn thôi, thì cũng đơn giản, khi nào mà cái xe nó bắt đầu nó di chuyển hết rồi thì chúng ta sẽ key cho cái opacity của cái laser optical flare nó tắt đi.
Rồi thì như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái kỹ xảo của chiếc xe biến thành cái logo là cái text. Ngoài ra thì để cho hay hơn, các bạn có thể chèn vào một cái sound effect. Ở đây thì mình có cái sound effect Transformer này, mình thấy nó giống thì mình sẽ đưa nó vào trong cái scene của mình. Okay. Với cái sound effect thì các bạn thấy là cái hiệu ứng nó sẽ thú vị hơn đó, đúng không? Rồi thì như vậy là cái tutorial hôm nay đã kết thúc, và hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái kỹ năng để mà thực hiện các cái hiệu ứng dành cho cái logo của chúng ta. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình trong suốt thời gian qua, và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe để mình có thêm động lực xây dựng thêm nhiều video hơn ha. Và rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại.